Arknott là một nhà sản xuất về đầu karaoke nên họ đã tận dụng cái ưu thế đó để tích hợp một cái đầu karaoke mini nhỏ gọn bên trong những cái loại của họ như thế này. Mình nghĩ tính năng này là một tính năng có thể nói là độc nhất của Arknott mà chưa có loa kẹo kéo nào trên thị trường có thể làm được. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tiến Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này thì gọi là lại tiếp tục là một clip theo yêu cầu của mọi người. Mọi người nhờ mình review đánh giá về một cái dòng sản phẩm mới ra mắt của thương hiệu Arknott, đó là dòng loa kéo, loa xách tay, loa di động xách tay Arknott, cái mã series mới nhất đó là series về Hinet. Đó là Hinet 3600 và Hinet 450. Vậy thì hai dòng sản phẩm này có gì đặc biệt, có gì mới so với các dòng loa di động khác thị trường thì mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi. Khái quát sơ qua về Arknott để dành cho những khán thính giả nào mà chưa biết thì Arknott là một nhà gọi là phân phối kinh doanh, một hãng sản xuất đầu karaoke từ xưa đến nay rồi. Thì nếu mình nhớ không nhầm thì ít nhất nó phải tầm từ 15 năm trở lên. Ngày xưa là đầu karaoke Arknott rất là nổi tiếng thị trường. Thì vài năm gần đây thì Arknott xoay chuyển qua làm về các dòng loa kéo di động dạng như thế này và hiện tại vẫn là đang là một trong những thương hiệu loa kẹo kéo tốt nhất thị trường hiện nay. Có thể nói rằng những dòng của Arknott lúc nào cũng là, theo mình thấy, lúc nào cũng đang dẫn đầu xu hướng về các thiết kế, về các phần effect, về chất lượng micro hay những cái tính năng thông minh có liên quan đó. Bởi vì Arknott là một nhà sản xuất về đầu karaoke nên họ đã tận dụng cái ưu thế đó để tích hợp một cái đầu karaoke mini nhỏ gọn bên trong những cái loại của họ như thế này. Mình nghĩ tính năng này là một tính năng có thể nói là độc nhất của Arknott mà chưa có loa kẹo kéo nào trên thị trường có thể làm được. Về giao diện của nó thì cũng đơn giản thôi. Thì mọi người có thể nhìn thấy trên tay mình đây là một cái remote của loa Arknott này, một cái remote rất là nhỏ nhắn. Và nó, nếu mà mọi người xem clip Thiên Vũ nhiều thì mọi người sẽ thấy được là cái con remote này nó không khác gì cái con remote của hàng dòng Dulhomatic. Các tính năng phía dưới cũng tương tự luôn ha. Giao diện của Arknott thì nó sẽ đơn giản thôi, như mọi người có thể thấy phía trên. Không biết đó, đây là giao diện của Arknott nè. Mình đã cắm sẵn cho nó chiếu lên TV rồi và mình sẽ cắm HDMI từ cái loa Hinet 450 này cắm lên TV để cho mọi người thấy cái giao diện của nó. Giao diện của nó như thế này. Nó theo một cá nhân mình thấy thì nó cũng không, dĩ nhiên là do là nó là một cái đầu karaoke được tích hợp trong loa kẹo kéo nên nó sẽ không có nhanh lắm đâu mọi người ha. Thì nó bấm vô nó sẽ có một delay nhẹ thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nó vẫn rất là ổn so với một cái đầu karaoke tích hợp. Đây, về phần ứng dụng, trong đây thì nó cũng có ứng dụng Android như những cái dòng sản phẩm khác. Dĩ nhiên ở đây nó có cả YouTube, TikTok hay là Netflix này. Đương nhiên Netflix này không phải là Netflix bản quyền nha mọi người. Netflix bản quyền là như thế nào mà Netflix không bản quyền là như thế nào thì mình đã có chia sẻ trên kênh khá nhiều rồi, mọi người có thể xem lại ha. Thì đây là Netflix dạng không chính chủ cài APK vô thôi. Ok, thì nhân vật chính vẫn là đây. Đây là một cái phần mềm karaoke dành riêng cho cái loa kẹo kéo. Đây, mình sẽ bấm vô để mọi người coi. Đó, thì trên giao diện của nó sẽ hiện thị ra là đó, Arknott Sonka. Đây, mọi người thấy giống một cái giao diện đầu karaoke ngày xưa không ạ? À, đó, dù mình bấm xuống như này thì nó sẽ có search bài hát này kia. Và một cái tính năng mà mình thấy nó khá là tốt, làm tốt trên cái đầu karaoke tích hợp này, đó là tính năng mà search bài bằng giọng nói. Chẳng hạn như mình có thể search một số bài nó rất là nhanh, chẳng hạn như là Tình Đơn Phương Karaoke. Đó, thì nó sẽ nhảy liền. Ok ha. Mình thử lại một cái nữa nè. Bài gì ta? Cơn Mưa Băng Giá Karaoke. Đó, mọi người thấy ha. Nó cũng tương đối nhanh và khá là nhạy đó so với một cái đầu karaoke, một cái đầu karaoke tích hợp trong loa kẹo kéo ha. Mình thấy cái tính năng này họ làm khá là tốt. Thì đương nhiên là trong đây thì mọi người có thể bấm vô mọi người chọn ha. Được một cái như thế này nữa này, nó có một cái hay như thế này này. Ví dụ mọi người mua sản phẩm này về đi ha. Mọi người hát lần đầu tiên thì mọi người cần phải có mạng. Đương nhiên cái đầu này cần phải có mạng, cái nối mạng mà đương nhiên để mình hát online mà đúng không? Nhưng mà sau khi mọi người kết nối mạng rồi, mọi người hát cái bài hát đó rồi thì bài hát đó nó sẽ tự động được lưu về một cái ổ nhớ, gọi là một cái thẻ nhớ đi, một cái thẻ nhớ trong này.
thì theo nhà hãng công bố thì sẽ lưu được tổng cộng là khoảng 2.000 bài hát mà mọi người thường hay hát. Nếu mà mọi người hát nhiều hơn 2.000 bài thì nó sẽ tự động xóa những bài hát nào mọi người ít hát đi. Đây là một tính năng khá là hay khi mà mọi người sử dụng cái đầu karaoke trên này. Thứ nhất là hát không bị quảng cáo. Thứ hai là có sẵn 2.000 bài hát mà mình hay hát. Vì thực tế ra là những cái đầu karaoke hiện tại nó đang chạy đua với nhau về số lượng bài hát, nhưng thực tế theo mình thấy thì với một người cá nhân như mình thì thật ra mình chỉ thuộc được khoảng chắc 30-40 bài hát là hết cỡ rồi, chứ mình cũng không thể nào mà thuộc quá nhiều bài hát trong cùng một lúc được. Đó thì với một số lượng là bài hát là 2.000 bài thì mọi người hoàn toàn có thể hát offline, không cần online nha, không cần có mạng, không cần 4G, không cần internet. Trong trường hợp internet chậm hát vẫn được luôn, tức là đã hát offline luôn. Có thể hoàn toàn hát offline trên cái đầu này luôn mà không cần đến mạng. Ok, xong phần tính năng ha. Vì nó là loa di động nên mình sẽ tiếp tục đánh giá về loa đã ha. Rồi, về chất lượng build, cái da của nó theo cá nhân mình đánh giá nha, nó sẽ hơi sần sùi một tí. Nó hơi bị nhám một tí và cái phần giả da họ làm hơi thô, không có được tinh xảo lắm so với các hãng khác. Một số hãng bên mình đang có bán thì cái da này mình đánh giá là nó hơi bị sần sùi. Nó hơi cứng, nó không được mềm mà nó không có làm. Đương nhiên tất cả đều là giả da hết thôi, không thể nào da thiệt ở đây được, nhưng mà cái phần da này, da simili này làm nó hơi cứng, nhìn nó không được thích tay lắm, nên là mình cũng không đánh giá cao cái phần hoàn thiện này. Về mặt lưới thì nó cũng tương tự các dòng sản phẩm khác thôi. Đó là một lưới vải ha, thì nó có logo Kabit Box nó dưới này, thì nó có chân cũng như các dòng sản phẩm khác thôi. Ok, về cái phần mà mixer của nó ha, thì nếu mà mọi người nhìn sơ qua mình mixer này cộng một cái micro này của nó thì mọi người có thể thấy mình cảm nhận là nó tương tự y chang cái con mà mixer rời mà Mi 30S á, của họ mới ra mắt á. Kể cả về phần tay mic cũng như về phần cái mặt giao diện như thế này, nó cũng không khác gì cái con Mi 30S đâu mọi người. Mình thấy y chang, nên là chất âm con Mi 30S nó như thế nào, cái phần effect á, mình nói về phần effect nha, của con Mi 30S như thế nào thì con này nó sẽ tương tự như thế. Nó cũng sẽ bao gồm có được cái là nó sẽ có hai phần, hai mic, cái hai phần volume micro riêng biệt, là ví dụ tay A tay B thì tay 1 tay 2 á, thì đây nó sẽ có hai phần micro âm lượng riêng biệt nhau. Bass chép effect thì chung ha, nó gồm bass chép, echo, delay, reverb đầy đủ ha. Nó có thêm phần reverb cũng khá tốt này, cho những người mà hát có giọng hát tốt một tí mà cần không có cần echo quá nhiều á thì xài reverb nó vẫn tốt hơn. Music thì sẽ có bass chép volume, nó đơn giản thôi ha, và một cái volume tổng ở đây. Ngoài ra thì phần chức năng này thì nó sẽ có chức năng chống hú và chức năng bass boost. Mình thì mình không đánh giá cao chức năng chống hú của nó, bởi vì như mọi người đã biết rồi, chức năng chống hú trên những con này thì khi mọi người mở lên cái tiếng mic nó nhỏ xíu à. Mình đã test rồi. Khi mà mình mở chức năng chống hú này lên á, cái tiếng mic mình nhỏ xíu lại, mà nó đương nhiên là nó chống hú tương đối triệt để đó. Tuy nhiên là lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến giọng hát của mình khá là nhiều, nên là theo mình thì mọi người, nếu mà mọi người hát theo một cái mức cơ bản á, mọi người không mở quá lớn và mọi người hát không có quay đầu mic vô cái loa này nè, không có quay đầu mic này vô cái loa thì nó không hú đâu, nên là mọi người cứ yên tâm xài, không đừng có mở cái chức năng chống hú này lên. Cái phần bass boost này thì dành cho những khách nào mà chơi EDM thôi, nhưng mà em mình nghĩ là cái dòng này, mấy cái dòng này EDM nó không có tốt lắm đâu, nên mọi người cũng bỏ qua cái này, cái chức năng đi ha. Thì có cũng có thì tốt, không có là thôi. Mình cũng không có đánh giá cao cái phần đó lắm. Rồi, ok. Tay mic này, tay mic này thì thấy là cầm tương đối chắc tay á. Về cái phần mặt sơn thì cũng ok, chất liệu sơn này là được này, nó sơn kiểu sơn bóng, chất liệu sơn nó tương đối tốt. Tay mic thì hơi to một tí, dành cho những bạn nào tay to thì cầm ok, nhưng mình tay mình hơi nhỏ nên là cầm nó sẽ hơi, nó cầm không ôm không hết, thì không ôm không ôm hết đâu. Có những cái mic thì nó sầm nhỏ hơn một tí, cái này, nhưng mà cái này sẽ tùy theo mọi người thôi, tùy gu mọi người thôi. Cái này thì mình sẽ không đánh giá về cái phần này lắm. Về phần effect con này thì mình có thể chia sẻ nhanh với mọi người như thế này. Về phần chất âm của nó á, thì thứ nhất là nó không bị vỡ tiếng lắm, nó hát ở mức độ tương đối. Khi mọi mình mà test micro, mình đưa mic sát như thế này thì nó sẽ không bị quá bị vỡ tiếng so với các dòng khác trên thị trường. Đó là thứ nhất là ok ha. Về phần effect nói làm sao nhỉ, về cái giải âm trước đi ha, về cái giải âm của nó đi. Giải âm thì con này theo cá nhân mình đánh giá nó bị thiếu giải mid, là chính cái giải giọng hát của mình á, nó làm cho giọng hát mình bị chìm xuống một tí, mà nó tăng giải chép nhiều hơn, tiếng xì nhiều hơn, tiếng trầm nhiều hơn, nhưng mà cái giải trung âm nó sẽ bị mất.
với cái giá trung tâm mà mất như thế này thì với những khách hàng nào mà hát tốt á, thì mà muốn nghe trực tiếp được cái giọng hát của mình chính xác nhất mà ra được cái loa thì con này nó không làm tốt cái chuyện đó. Cái phần effect cũng tương tự vậy luôn, cái phần effect con này á, nó sẽ dùng cái phần effect tương tự những dàn karaoke sẽ âm ly. Cái phần effect nó rất là đảo rất là nhiều, cho dù mình đã hãm nó rồi nha, nhưng mà nó đảo rất là nhiều và nó làm nó đưa, đương nhiên nó sẽ dễ hát, nó đưa giọng mình đi rất là khỏe, mình chỉ cần hát nhẹ nhàng này kia, đơn giản nhẹ nhàng thôi, nó vẫn thành một cái bài hát ok. Nhưng mà với những người hát tốt họ sẽ không thích cái này. Với những người mà đang tập hát mà có giọng hát chưa tốt lắm thì những con này, những con Agnot Hinet 3650 này sẽ là những sự lựa chọn tuyệt vời cho những khách hàng có nhu cầu như vậy. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ xin nhờ bạn Sang sẽ hát test cho mình cả hai dòng này để mọi người có thể cảm nhận chất âm chính xác nhất, cũng như cái khả năng nó hoạt động một cách chính xác nhất để mọi người có thể tự cảm nhận. Còn đương nhiên mọi người muốn mà test sản phẩm trực tiếp thì mọi người nên đến các cửa hàng gần nhất hoặc là đến showroom Thiên Vũ tại 779 Trần Hưng Đạo, phường 1 quận 5 để mọi người có thể gọi là trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm này, thì để mọi người có một cái đánh giá khách quan hơn và mà chính xác hơn để mọi người có thể lựa chọn cho mình một cái dòng sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu. Mình là Khánh, xin hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye. Vì màu nơ trắng em thay là hoa tuyết không tàn. Dù anh cố che lấp vẫn nguyên lời thề. Vì màu nơ trắng em thay là hoa tuyết không tàn.